Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bầu sô tại Mỹ nộp đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng sau 17 năm vợ chồng trên giấy tờ. Thông tin Đàm Vĩnh Hưng ly hôn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngày 15 tháng 10, thông tin công an mời ca sĩ Thủy Tiên Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc về các nội dung liên quan đến việc từ thiện cứu trợ trong đợt mưa lũ xảy ra tại khu vực miền Trung năm 2020, trở thành đề tài nóng thu hút sự chú ý của công chúng. Giữa lúc vụ việc ngày càng căng thẳng, sáng ngày 16 tháng 10, báo Thanh Niên đưa tin Bầu sâu liên phạm đã nộp đơn ly hôn lên tòa án quận Cam, bang California, Mỹ kết thúc cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn một thập niên với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, trong đơn ly hôn, bà Liên sách kỳ phạm nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng, tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vào tháng 8 năm 2021. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13 tháng 6 năm 2004 và ly thân ngày 22 tháng 2 năm 2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản. Sau nhiều năm cuộc hôn nhân bí mật giữa Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Phạm đã kết thúc. Cách đây vài năm, dư luận cũng râm rang tức tin đồng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã đăng ký kết hôn với một bầu sô có tiếng tại hải ngoại. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, những thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng và người trong cuộc cũng giữ im lặng. Saki Liên Phạm, sinh năm 1954, là một trong những bầu sô nổi tiếng tại Mỹ, vừa làm chủ nhà hàng. Trên trang cá nhân, Bà Liên Phạm thường đăng tải các dòng trạng thái ủng hộ hoạt động nghệ thuật của Mr. Đàm, trong đó nam ca sĩ gọi vợ trong giấy tờ của mình là sếp. Jackie Liên Phạm là một trong những bầu sô nổi tiếng tại Mỹ. Đàm Vĩnh Hưng đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc để làm rõ vấn đề từ thiện. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo